Xin kính chào tất cả quý vị, tất cả các chú chị đang xem kênh Thành Việt Vlog. Kính thưa quý vị, sáng ngày hôm nay thì có một thông tin quá hay của chú anh chị liên quan đến Khứa Thích Nhật Đức. Mới đây thì thông tin trên một số các cơ quan báo chí thì đã cấm đại đức Thích Nhật Đức thuyết giảng dưới mọi hình thức không thời hạn. Thưa cô chú anh chị, thì hiện tại thì đang rần rộ rộ cái thông tin này. Khi mà khoảng thời gian vừa qua đó, rất là nhiều người dân đồng bào Khmer họ cũng đã vô cùng bức xúc và lên tiếng, thậm chí đã gửi đơn trình báo lên gọi là Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị tăng nặng hình thức xử phạt đối với ông này. Thì ngày hôm nay đã có kết quả, và gọi là phía báo Giác Ngộ cũng như là một số cơ quan báo chí cũng đã đăng tải cái thông tin này. Ngày hôm qua ngày 9 tháng 7 Thích Nhật Đức cũng đã có mặt để mà sám hối, và về phía gọi là lãnh đạo Phật giáo Nam Tông Khmer, giáo hội đã quyết định gia tăng hình thức kỷ luật đối với đại đức Thích Nhật Đức. Mình nghĩ rằng với cái thông tin này thì rất là nhiều người đồng tình, đặc biệt là người dân đồng bào Khmer nha các chú anh chị. Thì mình xin phép chia sẻ trên báo Tuổi Trẻ Online. Cấm đại đức Thích Nhật Đức thuyết giảng dưới mọi hình thức không thời hạn. Theo báo Giác Ngộ, sau khi xem xét hội ý với chư tôn giáo phẩm lãnh đạo Phật giáo Nam Tông Khmer, giáo hội quyết định gia tăng hình thức kỷ luật đối với đại đức Thích Nhật Đức. Theo Giác Ngộ Online, chư tôn Đức Phật, chư tôn Đức đại diện Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Ban Tăng sự Trung ương, chư tôn Đức lãnh đạo đặc trách hệ phái Nam Tông Khmer cùng văn phòng 2 Trung ương giáo hội đã có buổi họp trao đổi, xem xét và thống nhất các biện pháp kỷ luật gia tăng đối với đại đức Thích Nhật Đức. Hiện diện tại chùa Kanda Ranchi, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, chiều ngày 9 tháng 7, có Hòa thượng Đào Như, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó trưởng ban Tăng sự Trung ương, đặc trách Phật giáo Nam Tông Khmer. Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó trưởng ban kiêm Chánh thư ký ban Tăng sự Trung ương. Hòa thượng Thích Huệ Trí, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, kiêm Chánh văn phòng 2 Trung ương. Chư vị giáo phẩm cao cấp, cấp cao Phật giáo Nam Tông Khmer, chư Tăng Khmer và Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Thượng tọa Thích Nhật Nghĩa, Phó Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, Phó trưởng ban quản trị Tổ đình Hộ Pháp. Đại đức Thích Nhật Đức, tăng chúng Tổ đình Hộ Pháp đương sự liên quan đến vụ việc. Chư tôn Đức đã thảo luận xem xét vấn đề và cùng thống nhất biện pháp kỷ luật gia tăng. Sau đó chư tăng văn tập chánh điện tắc pháp sám hối để đương sự là đại đức Thích Nhật Đức chí thành bộc bạch ăn năn, vì đã có lời nói và thái độ khiếm nhã đối với đồng bào Khmer trong một video năm 2023. Thông tin với báo Giác Ngộ, lãnnh đạo văn phòng 2 Trung ương Giáo hội cho biết chư vị giáo phẩm đặc trách các hệ phái đã thống nhất cấm đại đức Thích Nhật Đức thuyết giảng không thời hạn dưới mọi hình thức. Đồng thời, đại đức Thích Nhật Đức phải thành tâm sám hối với Trung ương Giáo hội và hệ phái Phật giáo Nam Tông Khmer, xin lỗi đồng bào Khmer và Phật tử Khmer. Giáo hội cũng yêu cầu đại đức Thích Nhật Đức thực hiện biệt chúng sám hối đúng lực Phật chế định. Thời hạn thực hiện việc sám hối cũng sẽ được áp dụng không thời hạn cho đến khi Ban Thường trực Hội đồng Trị sự có chỉ đạo thay đổi biện pháp sám hối. Việc giám sát đại đức Thích Nhật Đức thi hành kỷ luật được giáo hội bà giao cho Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Ban Quản trị Tổ đình Hộ Pháp chịu trách nhiệm. Đại đức Thích Nhật Đức đã tách bạch thành tâm sám hối trước chư tôn Đức Tăng, Hòa thượng Đào Như thay mặt chư vị giáo phẩm đã có lời giáo giới nghiêm khắc đối với đại đức Thích Nhật Đức. Trước đó, sáng ngày 9 tháng 7, đại đức Thích Nhật Đức cũng một lần nữa đến văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sám hối, trình bày lời xin lỗi về vụ việc trên. Thưa chú anh chị, thì quả báo tới nữa rồi. Quả thật chúng ta thấy rằng là cái câu chuyện của ông Thích Nhật Đức này khi mà đẩy lên tới đỉnh điểm, khi mà đã có những video clip đó, xúc phạm tới người đồng bào Khmer, hơn 10 triệu người Khmer đó
người ta nó vô cùng bức xúc. Và những cái hình ảnh mới nhất ông Thích Nhật Đức này phải quỳ sám hối trước chư tăng tại phái Nam Tông Khmer, các Phật tử Khmer phải sám hối về những cái nội dung mình đã thuyết giảng. Đúng thôi cô chú anh chị, mình thấy là vô cùng đúng đắn. Và với những cái hình thức xử phạt này là gọi là cấm thuyết giảng không thời hạn. Khi mà gọi là sau này đó vì phía gọi là giáo hội có thay đổi thì sẽ gọi là thay đổi sau. Nhưng mà hiện tại đó thì mình thấy rằng vô cùng hợp lý ở cái việc mà gọi là tăng mức hình phạt đối với cái ông này, không cho thuyết giảng dưới mọi hình thức. Chứ mà để nói rằng chỉ một năm thì ông này lại xuất hiện thì nó lại gây một sự phẫn nộ cực kỳ lớn. Trước đó chúng ta biết rồi, và đối với người đồng bào Khmer thì họ cũng đã gọi là cùng nhau để mà làm đơn gửi lên giáo hội Phật giáo. Thậm chí có những người quá khích thì họ cũng đã đến tận chùa để tìm ông này. Nhưng trong cái khoảng thời gian mà ông này sám hối biệt chúng đó thì ông ấy không có ra mặt. Nhưng mà ngày hôm nay thì buộc phải gọi là sám hối trước chư tăng tại chùa của Nam Tông Khmer và trước Phật tử Khmer. Nhiều người còn cho rằng ông này phải buộc phải làm một video clip. Các người dân đồng bào Khmer họ buộc ông này phải làm một video clip vì cho rằng đó khi ông này thuyết giảng đó, dùng những cái lời lẽ gọi là thiếu chuẩn mực, dùng những cái lời lẽ mà khinh biệt, phân biệt đối với người đồng bào Khmer thì trong cái tư thế là cười nói hả hê, rồi phỉ báng người đồng bào Khmer với dùng những từ ngữ cụm từ như là miên đen này kia, thì có hàng ngàn người ở dưới ngồi nghe. Vậy thì khi ông này xin lỗi không chỉ là một cái lá đơn viết đơn giản cái sự sám hối mà phải gọi là có video clip lên xin lỗi người đồng bào Khmer một cách rõ ràng, rõ nhất. Trong khi cái video clip của ông thì được phát trực tiếp đăng lên trên đó để biết bao nhiêu lượt xem. Bây giờ xin lỗi thì cũng chỉ có một bức thư như vậy á thì người ta không đồng ý. Chúng ta biết là người dân đồng bào Khmer người ta rất là kỵ những cái từ ngữ đó, rất là kỵ những cái từ ngữ đó, mình không muốn nhắc lại cả nha. Cho nên là mình thấy rằng cái việc mà ngày hôm nay phía giáo hội đã ra một cái quyết định này hoàn toàn đúng đắn cả nha, hoàn toàn đúng đắn, vô cùng ủng hộ. Cấm ông này thuyết giảng với mọi hình thức luôn, những cái video của ông này đó cần phải gỡ bỏ luôn, cần phải gỡ bỏ ngay lập tức và không để xuất hiện nữa cho đến khi nào mà gọi là ông này thật sự gọi là ăn năn hối cải và cái mức gọi là xử phạt nó đã cảm thấy phù hợp và có thay đổi, thì mình nghĩ rằng lúc đó gọi là xem xét lại cái tình tiết gọi là xử phạt đối với ông này. Còn ngay bây giờ về phía gọi là dư luận người ta đang phản ứng vô cùng mạnh mẽ và cái việc này là vô cùng kịp thời ngay thời điểm này luôn để mà soi dịu đi dư luận. Khi mà bản thân ông này đó thì không chỉ có những cái video clip mà gọi là xúc phạm người đồng bào Khmer đâu, mà mình thấy rất nhiều những cái clip khác có những cái sự phản cảm rất lớn. Từ cái câu chuyện mà ông này thuyết giảng là nhìn thấy Phật tử đẹp gọi là những đức chảy nước miếng, rồi cho đến là cái câu chuyện mà con chim chui vô quần, mình thấy hai cái video clip là vô cùng phản cảm luôn. Một người tu hành mà thuyết giảng ngồi trên đó cười nói những cái câu chuyện nó không liên quan. Đặc biệt đó cái câu chuyện mà người đồng bào Khmer mà ông ta gọi này miên kia đó là nó không liên quan gì đến bài thuyết giảng đó, chứ nó liên quan đến giáo lý nhà Phật. Vậy thì một người gọi là đại đức thì lên trên ngồi bục đó cười nói hả hê như là một cái là cái câu chuyện hài, như một vở hài kịch, thì nó có gọi là truyền tải cái ý gì đến cho Phật tử, đến cho người nghe của chú anh chị? Đồng bào Khmer người ta bức xúc là vô cùng hợp lý, người ta yêu thương, người ta gọi là mến mộ ông ấy, ta mới đến chùa thăm. À, người dân đồng bào nào cũng vậy thôi, mình cũng là người Kinh, người ta là người Khmer, thì có những cái nét văn hóa khác nhau, cái ngôn ngữ nó khác nhau, nhưng mà ông ta lại dùng những cái phân biệt cái người đồng bào này người đồng bào khác để chia rẽ dân tộc hay sao? Đây là cái nội dung mà thuyết giảng có cái hàm ý gọi là chia rẽ dân tộc. Rồi người ta yêu thương, người ta mới đến chùa thăm giếng, nhưng mà ông ấy lại khinh miệt, miệt thị, dùng những cái cụm từ đó để mà chia rẽ, thì chúng ta thấy rằng là vô cùng đáng lên án. Mình đối với cái hình thức này thì mình vô cùng ủng hộ giáo hội đã rồi là có một cách xử lý kịp thời, đúng đắn ngay thời điểm này.
Thứ nhất là để xoa dịu đi những cái phẫn nộ của người dân, đặc biệt là người đồng bào Khmer. Cho đến thời điểm này, rất là nhiều người mình thấy rằng người ta khi mà quá khích, người ta cũng đã đến chùa. Mình thấy rằng trong chùa đó thì mọi người cũng nên bình tĩnh, tại vì ai thì ai làm thì người đó chịu. Trong chùa đó thì cũng có một số các vị chư tăng, người ta tu tập rất là đàng hoàng, không có những cái bài thuyết giảng như vậy. Chỉ riêng mỗi ông này thôi thì chúng ta cần lên án cái ông này. Mà ngày hôm nay thì giáo hội cũng đã ra cái hình thức kỷ luật này rồi. Thì mình nghĩ rằng riêng cái ông này, ông nói riêng, một số các vị sư khác mà thuyết giảng nói chung đó, cũng sẽ có những cái kinh nghiệm, có những cái kinh nghiệm để rút ra những cái bài học trong khoảng thời gian sắp tới, để mà tránh những cái trường hợp này, để mà không phải gọi là vướng vào những cái câu chuyện mà xúc phạm người đồng bào, người này đồng bào kia. Đồng bào nào cũng vậy, cũng là người dân tộc Việt Nam chúng ta, ai cũng có một cái quyền tự do để mà tín ngưỡng. Nhưng mà đối với một nhà sư thì mà mang những cái câu chuyện người đồng bào này, người đồng bào kia, những cái ngôn ngữ của người khác ra cười cợt, cười đùa, thì cái đó là một cái điều gọi là có thể nói là đáng lên án, đáng lên án luôn, có chú anh chị. Mang cái dân tộc của người ta, cái gọi là cái đồng bào của người ta ra cười cợt. Nếu như mà hãy đặt vị trí vào người, những người đồng bào Khmer đi, cô chú anh chị, mà bị một cái người khác mà lên nói vậy đó, thì vị gọi là có chấp nhận được hay không? Bản thân ông này có chấp nhận được hay không để mà lên mà nói người ta là miên này miên kia? Cái một trong những cái nội dung mình thấy nó không có liên quan gì trong giáo lý nhà Phật, nhưng ông ta đem lên cười cợt thì người ta lên án bức xúc là hoàn toàn hợp lý. Mới mức gọi là hình phạt này thì mình không biết rằng về phía gọi là người đồng bào Khmer họ có giảm đi cái phần nào phẫn nộ hay không, nhưng mà bản thân mình thấy rằng bao nhiêu cũng là một cái cơ hội để cho ông Thích Nhân Đức này để có thể sám hối, và gọi là trong khoảng thời gian sám hối này suy nghĩ lại tất cả những điều mình đã nói đã làm. Và mình tin rằng khi mà ông này hối hận rồi đó, có những cái lời mà xin lỗi chân thành, thì người dân đồng bào họ cũng gọi là tha thứ thôi của chú anh chị. Dân về người Việt Nam của mình luôn luôn có những cái lòng vị tha, luôn luôn có tấm lòng vị tha rất là cao. Khi một người biết hối lỗi xa sám hối rồi đó, nhưng mà đặc biệt là phải ra trước công chúng nha, ra trước công chúng xin lỗi, thì mình tin rằng người đồng bào Khmer họ cũng sẽ tha thứ cho ông này, và không có cái câu chuyện gọi là chấp nhất mà lâu đâu của chú anh chị. Mình tin là như vậy, bởi vì cái lòng vị tha, cái lòng lương thiện ở trong con người của Việt Nam chúng ta, cho dù là bất cứ đồng bào nào, nó cũng vô cùng gọi là to lớn đó của chú anh chị. Thì ngày hôm nay thì với cái thông tin này thì có lẽ rằng là cũng là một cái sự việc mà xoa dịu đi rất là nhiều đối với người đồng bào Khmer khi cấm ông này thuyết giảng vô thời hạn, thậm chí là phải cần gỡ hết tất cả những video của ông này. Đây là cái kết quả mà ông này phải gánh chịu khi mà khoảng thời gian vừa qua. Mình thấy rằng khi nhắc đến Minh Tuệ đó, nhắc đến sư Minh Tuệ, thì những ai mà chê bai đó đang nhận lại cái kết cục rất đắng. Đây là cái sự việc mà nên cảnh báo đến các ông nào mà đang có cái ý định mà lên muốn chê trách, chê bai sư Minh Tuệ nữa ha. Rồi, thì đó là cái nội dung mà sáng ngày hôm nay Thanh Nguyên muốn chia sẻ gửi đến cho tất cả quý vị. Em cũng sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về tình hình của sư Minh Tuệ trong video sau để gửi đến cho cả nhà. Rồi, xin cảm ơn, xin kính chào và hẹn gặp lại.